Chào mừng tất cả các em đã đến với những giờ học văn thú vị và bổ ích ở trang web olm.vn Các em thân mến, từ ngủ ngôn được giải nghĩa một cách dễ hiểu là lời nói có ý kiến đáo để người nghe, người đọc tự suy ra mà hiểu. Thông qua khái niệm này có thể thấy truyện ngủ ngôn tồn tại hai mặt. Đó là từ ngữ thể hiện về nội dung và bài học nhân văn được rút ra từ tác phẩm một văn bản truyền ngũ ngôn hay là một tác phẩm cô động nhưng mang chiều sâu ý nghĩa rộng lớn mà thông qua nhiều lớp ngôn từ được tác giả dân gian cất giấu một cách đầy tinh tế nhưng không kém phần chân thực. Trong các văn bản ít ngồi đáy xiến và thầy bói xem voi, chúng ta sẽ rút ra cho chính mình nhiều bài học giá trị trong cuộc sống. Cụ thể là những bài học gì? Chúng mình sẽ tìm hiểu ở phần 3, bài học được rút ra từ các văn bản. Trước hết, chúng mình sẽ cùng đến với văn bản đầu tiên các bạn nhé. Như chúng ta đã tìm hiểu được ở video trước, trong các văn bản truyện ngụ ngôn thì cốt truyện chỉ xoay quanh một sự kiện và tập trung vào nhân vật chính. Các bài học thông điệp được rút ra từ văn bản cũng từ hành động, suy nghĩ của nhân vật chính ấy. Vì thế, khi các em muốn đúc kết những bài học của một tác phẩm truyện ngụ ngôn, chúng ta cần bám vào các nhân vật chính và sự kiện xoay quanh nhân vật này. Chính vì thế, trước khi đến với bài học được rút ra từ tác phẩm Ít Ngồi Đáy giếng chúng mình cần củng cố những kiến thức được học, được biết về nhân vật này các bạn nhé. Đầu tiên, phải nói đến các em cần phải lưu ý những kiến thức trọng tâm trong hai giai đoạn khi chúng ta nhắc đến nhân vật ếch đó là giai đoạn khi ếch sống dưới giếng và khi ếch ra khỏi giếng trước hết các bạn hãy giúp cô hoàn thiện những nội dung sau đây để làm rõ về hình ảnh của con ếch khi sống dưới đáy giếng các bạn nhé ở giai đoạn đầu tiên nói về môi trường sống ếch đã sống một thời gian dài dưới một cái giếng. Hàng xóm của ếch là những loài cua ốc rất nhỏ bé. Nói về hành động và thái độ của ếch thì có thể nói khi cái khoảng thời gian ếch sống dưới đáy giếng, ếch hên hoang, kiêu ngạo cho mình là nhất, cất lên những tiếng kêu ộp ộp khiến cho các con vật khác phải khiếp sợ. Về nhận thức, vì môi trường sống đặc biệt nên ếch coi mình là một loài vật lớn nhất, là chúa tể của muôn loài, bầu trời thì chỉ nhỏ như chiếc vung mà thôi. Kế đến, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật này khi nó ra khỏi xiến các bạn nhé. Đọc lại văn bản và cho cô biết khi ra khỏi xiến chuyện gì đã xảy ra với ếch. Chính xác, một tai họa đã ập đến với ếch. Các bạn cũng sẽ khai thác về giai đoạn này thông qua các khía cạnh như hoàn cảnh hành động kết quả và cuối cùng là đi đến nhận xét về hoàn cảnh vào một ngày nọ khi mưa lớn nước dâng cao điều này khiến cho ếch ra khỏi giếng về hành động ếch vẫn cứ nghĩ là không sang bên ngoài giống với không sang trong giếng nên ếch nghênh ngang đi lại mà không chút đề phòng Kết quả, ếch bị một con trâu đi ngang qua, giảm bẹp. Cái cục bi thảm nhưng thích đáng cho những kẻ thiếu hiểu biết, nhưng lại luôn tỏ ra hơn người, coi thường mọi người, mọi thứ xung quanh. Đây là nhận xét được đúc kết ra từ hoàn cảnh, hành động và kết quả của sai đoạn ếch ra khỏi giếng. Vậy, thông qua nhân vật ếch, sự kiện trong văn bản, bài học gì được rút ra từ tác phẩm? Đến đây thì các bạn hoàn toàn có thể tin rằng một văn bản ngụ ngôn ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa nhiều bài học giá trị đúng không nào? Thứ nhất, con người cần nhận biết sự quan trọng của hoàn cảnh sống sẽ tác động đến suy nghĩ, lối sống của chúng ta. Thứ hai, con người không nên có thái độ cao ngạo, coi thường người khác, chủ quan và suy nghĩ thiếu hiểu biết. Thứ ba, mỗi người cần biết khiêm tốn, không được chủ quan, hên hoang, coi mình là nhất. Và cuối cùng, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần phải có sự thích nghi, luôn luôn tìm tòi, học hỏi và mở rộng tầm hiểu biết của bản thân. Trên đây là những bài học được rút ra từ nhân vật ếch và câu chuyện ếch ngồi đáy giếng Kế đến, chúng mình sẽ bước sang văn bản thứ hai các bạn nhé. Thầy bói xem voi, tương tự như ở truyện ếch ngồi đáy giếng với truyện ngụ ngôn thầy bói xem voi các em cũng sẽ khắc sâu những kiến thức về nhân vật chính để từ đó suy ra được những bài học cho bản thân dựa vào hành động của các nhân vật sự kiện chính của truyện các bạn cần nhớ những kiến thức trọng tâm như sau về văn bản cũng như là nhân vật thứ nhất hoàn cảnh xem voi của các thầy bói thứ hai các thầy bói phán về con voi và thứ ba kết quả của việc xem voi Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng nội dung cụ thể các bạn nhé. Trước hết là hoàn cảnh xem voi của các thầy bói, hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây để thấy rõ về hoàn cảnh xem voi nào. Trước hết, nói về thời gian, các thầy bói xem voi nhân một buổi ế hàng. Về đặc điểm, các thầy bói đều bị mù và chưa biết gì về hình thù của con voi. Vậy thì cách xem voi như thế nào? Điều này đã được chúng ta đề cập ở video đầu tiên. Các thầy bói dùng tay để sờ vào các bộ phận của con voi. Mỗi thầy chỉ được sờ vào một bộ phận của con voi mà thôi. Sau khi sờ voi thì các thầy bói phán về con voi. Điều này được thể hiện rất rõ trong văn bản. Các thầy xúm xít nhau phán về hình thù của con voi. Thầy sờ voi thì cho rằng con voi run run như con đĩa thầy sợ ngà thì cho rằng nó chần chẩn như cái đòn càn thầy sợ tai thì cho rằng con voi bè bè như cái quạt thóc thầy sợ chân thì cho rằng con voi sừng sững như cái cột đinh còn thầy sợ đuôi thì lại cho rằng con voi tua tủa như cái chổi sệ cuồn có thể thấy các thầy đúng được từng bộ phận nhưng không thể nhận xét được tổng thể về hình dáng của con voi đúng không nào vậy theo các em thái độ của các thầy thế nào khi phán về con voi đúng rồi trong truyện đã được thể hiện rất cụ thể và rõ ràng khi phán về con voi các thầy chủ quan bảo thủ và có cái nhìn phiến diện, phủ nhận hoàn toàn quan điểm của người khác, khẳng định quan điểm của mình và luôn luôn cho mình là đúng. Kế đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về kết quả của việc xem voi. Vì không ai chịu ai và ai cũng cho mình là đúng, từ đó dẫn đến xô xát, đánh nhau đến toát đầu chảy máu. Đây là kết quả của việc xem voi bằng tay của các thầy bói mù. Thông qua nhận thức và hành động của các nhân vật, theo em, chúng ta có thể rút ra được những bài học gì si từ tác phẩm này? À, đúng rồi. Thông qua văn bản này, cô trò chúng mình cũng đã rút ra được rất nhiều những bài học từ văn bản, từ câu chuyện, đúng không nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô. Thứ nhất, phải biết nhìn nhận sự vật sự việc dưới cái nhìn khách quan toàn diện nhất, không nên đánh giá mọi việc với cái nhìn phiến diện và một chiều. Thứ hai, phải có sự thấu hiểu, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác trong cuộc sống. Các em thân mến, thông qua phần dẫn nhất và hướng dẫn của cô, cũng như là các bài tập mà các bạn vừa thực hành, có thể tổng kết lại rằng nếu như các bạn học sinh muốn rút ra những bài học, những thông điệp từ các văn bản truyện ngụ ngôn, các em cần phải dựa vào nhân vật chính, dựa vào sự kiện xoay quanh nhân vật này, từ nhận thức, hành động, cách ứng xử của nhân vật chính để đúc kết ra bài học có trong tác phẩm các bạn nhé. Tương tự như vậy, khi bắt gặp một văn bản truyện ngụ ngôn, chúng ta có thể hoàn toàn rút ra được những bài học quan trọng từ tác phẩm và nêu lên những thông điệp mà nhân vật hay tác giả muốn gửi gắm đúng không nào? Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong về các văn bản có trong bài học Những cái nhìn hạn hẹp Thông qua chuỗi video tìm hiểu về các văn bản này Chúng mình có thể hiểu rõ hơn về thể loại ngụ ngôn Đúc kết những bài học trong cuộc sống từ nội dung mà câu chuyện truyền tải đến người đọc Nhằm giúp các bạn học sinh có những kiến thức mở rộng Liên hệ mới mẻ cho những chủ đề Văn bản mình được học trong video bài giảng ngày hôm nay, các bạn sẽ cùng với cô đến với một vài kiến thức mở rộng liên hệ như sau. Vấn đề thứ nhất, phân biệt cách đọc hiểu một truyện ngụ ngôn và một truyện cổ tích. Mặc dù cùng thuộc nền văn học dân gian, nhưng truyện ngụ ngôn và truyện cổ tích cũng có những nét đặc trưng nhận diện riêng. Cụ thể khi đọc một truyện ngụ ngôn và một truyện cổ tích, chúng mình cần dựa vào đặc trưng từng thể loại. Các em thân mến, dựa vào những kiến thức mà mình đã được học về thể loại cổ tích ở lớp 6 cùng với những kiến thức về truyền ngụ ngôn trong chủ đề này, các bạn có thể rút ra những điểm khác nhau cần lưu ý khi đọc hai thể loại. Thứ nhất, với truyền ngụ ngôn, khi đọc các bạn cần tìm hiểu, bám sát vào đặc trưng của truyện như là tình huống, đề tài, sự kiện, vân vân được tác giả làm rõ trong văn bản. Trong khi đó, với truyện cổ tích, các bạn cần tìm hiểu về những yếu tố kỳ ảo, thần kỳ, tưởng tượng, hoang đường và ý nghĩa của những chi tiết ấy. Thứ hai, trong truyện ngụ ngôn, khi đọc, các bạn cần phải bám sát vào lời nói, ý nghĩ của nhân vật để rút ra được những bài học. Còn với truyện cổ tích thì các bạn cần phải bám sát vào hành động số phần của các nhân vật để nhận thấy được những ước mơ, nguyện vọng của các nhân vật ấy bên cạnh đó có thể mở rộng nên phạm vi đó là những ước mơ và nguyện vọng của nhân vật cũng chính là ước mơ và nguyện vọng của nhân dân thứ ba với truyền ngụ ngôn những bài học triết lý được rút ra trở thành những kinh nghiệm triết lý sống giúp cho con người bỏ đi những thói hư tật xấu còn với truyền cổ tích bài học được rút ra có phạm vi rộng lớn hơn bài học về đạo đức ứng xử về lẽ công bằng trong cuộc sống là những nội dung mà chúng ta thường sẽ rút ra từ các văn bản cổ tích vấn đề liên hệ mở rộng nâng cao thứ hai trong video ngày hôm nay đó là cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số tác phẩm ngụ ngôn hay đầu tiên về truyện ngụ ngôn việt nam chúng ta có thể đọc qua những tác phẩm như là khi chúa sơn lâm ngoạ bệnh người nông dân và con lừa quạ mặt lông cong hay là đẻo cây sữa đường. Trong những câu chuyện ngủ ngôn thế giới, chúng ta có thể tìm đọc những tác phẩm như là Sư tử và chuột nhắc, Con cáo và chùm nho, Con quạ thông minh hay là bông lúa mì. Các bạn học sinh có thể dành thời gian của mình để tìm đọc những truyện ngủ ngôn cô vừa giới thiệu ở trên. Những tác phẩm này bên cạnh việc cung cấp cho chúng ta một khối lượng kiến thức lớn về thể loại, thì cũng giúp cho các bạn học sinh có được những giây phút thư giãn và học hỏi được rất nhiều bài học trong cuộc sống. Tại sao chúng ta không thử nhỉ? Đúng không nào? Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc video hôm nay của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.